chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học điệu sọt đàn bằng ngón tay hay còn gọi là finger. Tiết tấu như sau. Cách thực hiện như sau. Chúng ta sẽ đàn ngón cái đàn xuống, bùm đàn hết 6 giây. Khi chúng ta đàn chắc thì chúng ta sử dụng ngón trỏ và ngón cái để chúng ta búng dây đàn và làm cho âm thanh mất đi, không có độ ngân. Đồng thời chúng ta sẽ sử dụng lòng bàn tay để chặn tất cả các dây đàn. Bùm, đàn hết 6 giây. Dây trên 3 4 5 6, chắc bùm 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 chắc. Khi chúng ta đàn chắc thì chúng ta sử dụng ngón trỏ và ngón cái để búng ngón tay lên để cho lòng âm thanh mất đi. Tôi sẽ đàn chậm. Cái bùm bùm chúng ta chỉ sử dụng ngón cái mà thôi. Chúng ta sẽ đàn ngón cái xuống. Chắc. Chúng ta sẽ thực hành điệu sọt đàn bằng ngón tay với những hợp âm như sau. Son trưởng, mi thứ, la thứ, rê trưởng và âm đô trưởng. Bài học điệu sọt đàn bằng ngón tay hay còn gọi là finger đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.